Rồi, bắt đầu năm mới cho Phải Gắn Miền Quê kính chúc quý bà con mình một năm mới an khang thịnh vượng ha. Và mình thì tiếp tục cuộc hành trình là đi thăm bảy mưu sinh thôi cô chú anh chị. Đây bây giờ cũng vô tới địa điểm cái bảy đầu tiên. Cái này thì em mới chạy nền chiến dược rồi. Còn đây vẫn là chuột lúa dưa leo và hai túi lưới nha cô chú. Đây cái bẫy đầu tiên của mình. Cái bẫy đầu tiên. Rồi em thấy có kiến quá cô chú ơi. Rồi con chuột mình hy sinh. Hôm nay thì em đi với anh Hiệp nhưng mà hồi nãy anh không dám đi vô cái đường này rồi xong xuôi em chạy vô hồi xuống dưới hai anh em họp mặt nữa cô chú anh chị. Đây tới cái bẫy thứ hai của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn cô chú ơi. Cái này thì em cũng mới chạy nền chuyến vừa rồi. Mong rằng chuyến kỳ này nó có hiệu quả nha. Trời, hiệu quả đâu không thấy chứ thấy trước mắt. Cỏ nó vô bích chịch hết trơn. Rồi chuột mình quéo queo luôn rồi cô chú anh chị ạ. Đây cái bẫy tiếp theo của mình luôn cô chú anh chị. Chạy tới rồi xong xuôi là bước xe. Cái này thì em mới chạy nền chứ vừa rồi nha. Ồ, phê phê. Nặng lắm cô chú. Nặng lắm cô chú anh chị ơi. Sao đây, sao đây, khui. Trời ơi, hổ ngựa cô chú ơi. Đây có trứng nữa nè. Ồ, con này, con này đẻ trứng nữa nha cô chú. Đây rồi phần thì trên đây mà không biết mấy con mà sao nó nặng quá nặng. Để hồi vô trong kia giờ cái này mình rút hồi về mình đặt lại nha bà con. Cho anh Hiệp tiến hành bắt cái con hổ ngựa hồi nãy ra luôn cô chú anh chị. Nhưng mà trước mắt thì đầu năm nè, anh Hiệp có lời gì muốn nói với bà con ta, chào bà con ta luôn. Đầu năm chúc bà con hoàn ăn thành công nha. Rồi rồi, năm mới nhiều sức khỏe nha bà con. Rồi thay mặt quý bà con mình cảm ơn con trai. Không có chi. Ôi ôi hai con của chú ơi. Đây hai, hai ba luôn hay gì. Hai con mà trong này nó có đẻ trứng kìa. Ừ, mới đẻ con trứng mà cô chú anh chị. Đây nè, đó đẻ trứng. Cái con nào vậy anh? Con trên nè, con cái con vàng nè. Mà con mà sao cái được. Mà sao mới đẻ con trứng một vậy? Mà sao bụng em xẹp lép à? Đây con đen này được. Bây giờ mình tiếp anh Hiệp lấy cái túi lưới ra đang cho anh bắt hai con hổ ngựa luôn cô chú anh chị. Hai con hổ ngựa đầu năm. Đầu năm hai anh em cưỡi ngựa ha. Rồi. Con ngựa, sáng con ngựa cởi rồi. Làm cho đổ bả lúa hết trơn đi. Lúa mùa không có rẻ đâu. Lúa tròn không đó. Lúa thì không sợ ấy mà sợ. Đó đó, đó đó. Ý của em là thế đấy. Mấy anh em mấy ngày nay cô chú ơi buông ra vừa đi bên nội vừa đi bên ngoại rồi bên chồng rồi bên vợ rồi bên bạn rồi bên bè đi riết rồi mấy qua cái Tết hai anh em nói chuyện không muốn nổi. Đây nè, bánh nó gan ừ con cá con này có trứng không? Con trứng đẻ hết rồi đó. con nào mà một trứng. Lột rồi, con đó lột rồi kìa. Cái đầu còn dính miếng da. Phải vỏ nó đâu. Ồ, giống con. Này con đực. Con đó cái đó. Ủa, sao trứng ngộ vậy trời? Nó có một trứng một à. Người kia nó trứng non chứ. Cái trứng nó đẻ non vụ. Ừ, sao ừ. Sao chịu vô cơ? Tết nhất đi vô bẫy anh làm bậy chi cho bị phát hiện. Rồi lụm cái trứng nó ra luôn anh. Ồ. Đã khô luôn, trứng non có gần hết. Đây cái bẫy tiếp theo của mình luôn bà con ơi. Ôi em chào anh trai. Năm mới phát tài anh ơi. Dạ. Dạ được à anh.
Đây, cái này chín rồi thì mình dính được một con hổ ngựa khá là to nha bà con. Ngập nước hay vậy anh? Động tĩnh gì không? Ngập nước hả? Rồi, mất tiêu con chuột luôn rồi cô chú anh chị. Đây, cái tiếp theo luôn bà con ơi. Hai anh em nghỉ hôm rồi. Hôm nay đi lại thăm mới có mấy cái bẫy. Muốn ừ, mệt như ó vậy. Ê, tới hai vậy nè. Ở đây có phải không? Ừ, không phải thì đi xích trước. Đó đó. Đó đó. Trời đất. Anh mệt trong người anh ạ. Dấu hiệu lăng láng hả? Cây lúa còn luôn á. Chuột chết đâu rồi, năm nào rồi. Cái này mắc chuột rồi cô chú anh chị. Anh Hiệp anh nói anh mệt mà buông ra coi kìa. Anh đi mà em nãy giờ em vừa chạy. Vừa đi mà vừa chạy theo anh muốn không kịp đó bà con ơi. Còn cái bẫy này chiến vừa rồi thì em mới chạy nền. Nhưng mà quên. Rồi đi hút. Giờ hai anh em đi ngược trở lại. Trời đất. Chúc mừng năm mới. Bảy em. Để bạn đã bị đạp cô chú ơi. Đạp xẹt. Chúc mừng bạn. Mừng không? Mừng. Rồi xin lỗi bà con để em tắt máy em giải quyết công chuyện này cái mới được. Chịu hết nổi rồi. Bên đây có một cái nữa cô chú ơi. Nhưng mà giờ trước mắt thì hai anh em lội nước lủm chủm nãy giờ. Đây. Mong rằng cái loại nước này được thành quả tốt đẹp chút xíu nha cô chú anh chị. Rồi, chắc có dữ rồi. Bên đây nè, anh kiếm đâu anh bển. Em đâu có chơi mà chặn đầu anh kiểu đó được. Ngon. Sao anh? Sao anh em? Ở đó mà đặt không cầu rồi, hổ ngựa của chú anh chị ơi. Rồi giờ để mình vô mát mình tiến hành bắt ra luôn ha. Sao? Cho tôi bắt con rắn này ra. Rồi bữa nay có bộ vô ổ ngựa nữa hay gì đây rồi mà nãy giờ. Ngon, bữa nay sẽ ngựa đã rồi. Nãy giờ là mình được ba con ngựa rồi bà con ơi. Còn tội nghiệp thì tội nghiệp cho anh Hiệp thôi, nãy giờ anh vừa bị xẹp bẫy gì túa xua hột me hết trơn, hột đậu gì hết trơn mà. Không nhắc nhở, không nói năng gì nữa. Em nói gì đâu, em nói nãy giờ anh chưa có con nào thôi chứ bị đập mấy cái bẫy thôi chứ có nói gì đâu. Con này con người đực. Cái này cho con là nó cũng lột. Làm như nghe nước lột á, con này đang lột luôn cô chú. Rồi. Vô túi, vô túi. Vô em ơi. Ngon. Bên đảo nút đi anh không có bắt nhỏ gì đâu. Con từ tí là trời ơi trời, hàng cỡ này đây khoảng chừng 600 gram nha cô chú anh chị. Ở đây mình cũng có một cái nữa bà con ơi, cái này chỉ rồi em đi vô em bị cái con chó nó quằn banh chành cái bẫy hết trơn rồi. Đây rồi mình mới sửa lại, mình đặt không biết chuyến này nó ra sao. Ra sao chưa thấy gì hết, khổ thiệt chứ. Rồi con chuột của mình mất tiêu. Đây tiếp theo trong này mình có một cái chú anh chị, cái này thì em mới vừa đặt chuyến vừa rồi, mới chạy nền chứ không phải là mới đặt. Đây cô chú ơi, chồng kiền ta ca hát quá, không biết ra sao đây.
đây, 7 thì còn hiệu quả như thế nào chưa biết. Ê, hiệu quả là một con hành thành quả đây cô chú anh chị. Rồi bây giờ để qua bên kia cho anh Hiệp anh tiến hành bắt ra luôn nha cô chú. Trong này mình cũng có một cái cô chú anh chị ơi, mình thăm cái này ra rồi mình tiến hành mình bắt cái con hồi nãy ra luôn nha cô chú anh chị. Cái này chỉ vừa rồi thì mình bị cái con chó nó lôi cái bẫy mình lên, nó dậm cũng siêu siêu. Đây, sau chiến này thấy nó hơi lú thì phải nha. Đây, sau cái này nó nhẹ thế cô chú ơi. Rồi, cái này con chuột mình còn. Đây, rồi giờ để anh Hiệp bắt ra luôn cô chú anh chị. Con hồ hành. Tội nghiệp anh, nãy giờ anh ngồi anh sửa vào cái bẫy, không biết ăn ở làm sao nữa mà bị nãy giờ thăm đâu 3-4 cái gì bị người ta đạp hết 3-4 cái. Giờ tới giờ là cấm nhắc cái câu nói này. Không không không. Em lỡ cái lời mà. Cái này cũng được á. Ừ. Đây. Cũng khá là ngon cô chú anh chị. Nè, nè nè. Con làm gì cái? Vô, thấy dễ cưng không? Rồi, tới giờ này thì mình được 3 con ngựa và 1 con hành nha bà con. Rồi, giờ tới cuối không có dính nữa đâu. Ai ai, không có dính mà còn bị xẹp bẫy nữa phải không? Đây, cái bẫy tiếp theo của mình luôn bà con. Ây da, hôm nay người ta cắt cỏ trong lỏng luôn mình rồi, không biết cái bẫy em. Ê, nếu còn bẫy là còn tương lai nha. Tại đây nè, tại đây người ta ấy nước rồi nè, cái xả nước có ngập chân chút đỉnh nè. Rồi đó, cái bẫy em mắc rồi đó, anh vừa lòng hả dạ anh chưa? Tạm biệt nha. Vừa lòng hả dạ anh chưa? Rồi vậy là ở đây mình còn một cái nữa là kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay luôn cô chú anh chị. Cái này thì em mới chạy nền chuyến vừa rồi. Cái bẫy của em. Anh cười vui lắm. Anh vui lắm đấy. Chứ em không vui chút nào. Con chuột mình đâu? Ồ, nó còn đâu trong này hay gì nè cô chú ơi. Trời ơi, bích lợp luôn ha. Để lên đây mình xử lý luôn. Đây. Bích lợp. Còn đây thành quả thì hai anh em hút cái tổ ong tổ này thì nó già nó bị sâu nó bỏ ổ, muốn bỏ ổ này cũng được một chút mặt đó cô chú anh chị. Đây. Hút gì ở này, hút gì làm thuốc. Còn thành quả thì đây. Chiến lợi phẩm của em hôm nay được 4 con. Mà trong đó hết 3 con ngựa rồi cô chú anh chị. 3 con ngựa và 1 con hành. Mùa này hai mấy cái bẫy này muốn kiếm con rắn dắt dạo quá cô chú ơi. Đi thì nắng, mệt, thở không nổi. Mà còn gặp cảnh này nữa. Đó, anh Hiệp thì anh đang xử lý cái bẫy của em. Đó, ảnh thì anh thu qua cái bẫy đó cô chú. Rồi nếu như cô chú anh chị em thấy có thương hai anh em, nhớ cho hai anh em xin một like và một đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để hai anh em có động lực làm clip tiếp theo. Cảm ơn quý bà con mình nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con clip lần sau. Chào bà con ta cái nè. Chào bà con.